Đây là chi tiết một con máy hút ẩm mà ngon bổ rẻ cơ mình vừa lên cho mọi người nhá. Đây mọi người có thể nhìn thấy ạ. Quả lốc này mọi người này, quả lốc này nó to hơn cả lốc con Mitsubishi 18 lít và 226 lít mọi người nhá. Quả lốc thì cực kỳ to luôn mọi người, mà nó nặng trịch luôn. Đấy, dòng này gọi là đồ đồng với đá mọi người nhá. Đấy, con này thì nó thật ra chẳng có gì để hỏng. Đây là mình đang cố đang tháo ra để cho anh em vệ sinh nhá. Đấy, đây quạt này. Quạt này chẳng có gì để hỏng luôn. Lốc như kinh không ạ. Thì một lốc khủng khiếp thật. Đây là phía trước mọi người nhé, dàn đấy, đây là cảm biến đấy, dàn mọi người, dàn khủng không, dàn nó là con này nó là thực dạng gần như dàn 3 mọi người nhé, nó dày này. Đây này. Mình quay cho mọi người xem dàn này, dàn này thì bằng gần như bằng dàn của Mitsu, nhớ đây dàn đôi này, và đây một dàn này, đấy đây dàn đôi và đây một dàn mọi người này. Con này bằng nếu mà độ dày là bằng gần như dàn Mitsu mọi người nhé, Mitsu 26 ấy, chứ không phải Mitsu 22 với 10 mấy đâu, này đẹp không? Nói chung những con này tôi thật các bác luôn ý, dùng chán thì mới hỏng được. Thân này con này có khi dùng đến lúc già anh chưa hỏng. Dàn đấy cực kỳ đẹp luôn mọi người, bụi nó cũng chẳng có vắng mấy, mình đi vệ sinh một chút thôi. Một con máy cực kỳ tuyển mọi người nhá. Đấy, cơ không bao giờ hỏng được, nhặt mãi được mấy con, cơ không bao giờ hỏng được.